Hello anh em và chào mừng anh em quay trở lại với kênh YouTube của mình. Mình là DT Gaming đây. Hôm nay thì mình mang đến cho các bạn một con tướng rất là quen thuộc. Đó là Kriegnak nha. Đấy. Thì Kriegnak hôm nay của mình vẫn là vị trí đi rừng thôi. Đó. Thì hôm nay rất là hiểu ý là có một bạn support đi roam. Ông Wonder Woman này hôm nay đi support. Support thì RAM cho mình. Đó thì Kriegnak này thực ra thì không cần RAM lắm, nhưng mà có RAM thì càng tốt đúng không anh em? Đấy, mình đỡ phải mất mất công gọi là đánh quái rừng nhiều. Đó thì anh em có thể thấy là khi mà RAM như thế này thì mình sẽ rất nhanh lên level, và đồng thời là team mình được lợi rất là nhiều. Nên là nếu mà anh em nào mà đi support ấy thì lưu ý một chút là đầu game cứ đi RAM cho rừng. RAM như ông ý là RAM là cũng không chưa ăn thua đâu. Thường thường là người ta phải RAM hết một tơn rừng, sau đó đi ganh luôn đường tốt này này. Thì thôi thì từ để anh em, để mình thịt thằng Zuka béo này. Thịt nó luôn này. Quả đấy là KS của bạn Richter, nhưng mà thực ra là nếu mà Richter quả đấy nếu không có mình KS thì chưa chắc là đủ đam. Thì đây là cái phiên bản cũ nhá. Đó thì phiên bản mới đã ra rồi, nhưng mà mình thì vẫn còn 1-2 video ở phiên bản cũ thì mình đang load cho anh em xem. Đó thì phiên bản mới thì dạo này mình cũng đang bận, nhưng mà mình cũng chưa có làm clip cho anh em được. Thì chắc là hết hôm nay thôi. Hết hôm nay thì sẽ có clip phiên bản mới nhá. Này, thịt luôn bướm, thịt bướm luôn lại. 2-0 đến được vị trí của Enino nhá. Đó thì Link Enino này của mình thì lên cao thủ vài sao rồi. Đó thì đây là danh cao thủ anh em nhé. Đấy thì phiên bản cũ hiện nay thì đánh cũng khá là hay. Phiên bản mới đánh khá là mượt và khá là nhìn rất là đẹp thôi. Thì luôn mấy thằng này này, một mạng nữa này, Alit này. Đánh con Kriegnak này cực kỳ sướng nhá. Anh em cứ dùng chiêu như này cho mình. Anh em nhìn thấy mục tiêu nhá, bay ulti này. Đấy, ulti anh em cất cánh, vỗ cánh, bọ cánh cứng, vỗ cánh. Ulti là khi mà anh em vào là anh em ulti trước này. Đấy, nhảy vô vào team địch này, sau đó anh em chiêu 1 rồi đẩy chiêu 2, thế là một mạng rồi. Cái Zeal này thì cẩn thận này, không ăn được Zeal đâu. Zeal tầm này thì không phải là không ăn được, mà nếu mà bạn có ulti thì khả năng mình trên ngược rất là cao. Đó. Này, anh tiếp tục lại. Krixi này, Krixi đi lỗi này, Krixi này. Anh em thấy không? Mình với Lata dồn đam quá nhanh luôn. Zim gì ấy? Cái rồi bay ulti thế này hả bạn ơi? Bay ulti này giết luôn hai thằng luôn này. Này. Team bạn quét sạch 1-9 luôn. Đó. Thì team mình đầu game cực kỳ mạnh. Đấy, với con hàng Kriegnak này. Rồi có Latalia nữa. Ok, anh em không về để thằng Du béo nó lùa thế kia. Thôi về đi. Anh em mình combat xong là phải về ngay để mà farm, để mà hồi máu. Mình ở đây mình chờ Du béo. Thôi, nghĩ lại rồi. Thằng Krixi này rồi. Thôi anh ơi. Thôi. Mẹ nó chứ. Quả anh em thấy cay không? Thằng Krixi nó tốc biến, nó chạy đi. Thế là thôi, mình bị lừa, hai thằng kia nó ập vào, lúc đấy mình hết chiêu nhá. Khi Kriegnak hết chiêu thì khá là phế, nếu mà đánh 1-1 còn được, chứ nếu mà gặp hai thằng mà hết chiêu thì đúng là không thể ăn được luôn. Đấy, thì con Kriegnak này anh em lưu ý một chút là nếu mà anh em không dồn chết được mục tiêu ấy. Đây là tôi nói là trong lúc mà bắt hai người nhá, còn một người thì chưa biết được. Còn hai người thì kiểu gì anh em cũng phải dồn chết một thằng trước thì anh em còn cơ hội sống. Chứ anh em mà như tôi vừa lấy là chết mà toang, xanh đến mấy cũng chết nhá. Đó, Krixi không về. Có đến mình chiêu 2 trượt do là không dám đẩy sâu vào là bị trụ nháy, có khi là chết ngược. Thôi quả đấy mình bỏ, mình cấu máu Krixi thôi. Thôi anh em không ganh ở đâu thì cứ farm quái ngoài rừng, quái ngoài lên để cho nó tiền nó nhiều thì lúc đấy anh em bổ nó mới khỏe nhá. Anh em cứ chăm chỉ đi ganh mà không farm là không khỏe đâu. Thôi quả này bay hơi sớm rồi.
Rồi bỏ đi nhá. Anh em ai lại về nhà đấy, farm thôi. Anh em team mình có phải là đường AD đánh nhau cứ nhiều nhỉ? Mọi người có thể thấy là mình toàn ngủ ở đường AD luôn. Lại lại thì Hazate này. Hazate thì trận này là không được chơi game rồi. Hazate gặp cớ đánh nắc là không chịu chơi game luôn ý. Nó thật sự luôn. Anh em cứ để ý là Hazate này mà nó hết chiều lướt ý, là anh em cứ bổ đọc. Ui quả đấy tôi bắt thằng Clissy nhưng mà không ngờ là nó chạy về rồi. Đấy quả đấy bắt vị trí của Clissy nhá. Đấy thì bây giờ anh em ăn rồng nhỉ. Có cứ mục tiêu lớn là anh em ăn thôi. Đấy, không phải ngần ngại bố con thằng nào cả, cứ ăn thôi nhá. Đó, ăn xong thì chúng ta lại về quái lên quái rừng. Đấy, quái rừng ăn bùa bả các thứ các kiểu, cứ ăn đi, ăn hết cái gì có là ăn hết, ăn láng hết. Đấy, anh em team mình giao tranh thì cứ kệ giao tranh, nhưng mà cứ phải ăn hết bùa bả các thứ rồi mới giao tranh. Đấy thì mình đánh phong cách là như thế thì nó sẽ đỡ bị thọt tiền, và đồng thời là khi thế thì khi mình không thọt tiền thì mình sẽ rất khỏe. Cân hai chúng mày luôn này. Ui thằng Clissy nó khỏe vậy. Thế thì ui kìa, thôi anh ơi, bỏ mạng luôn chứ thôi cái gì, bỏ mạng luôn cái thằng Zil luôn. Đó quả đấy mình lé được cái chiêu một của Zil nhá, chứ không là toang rồi. Đấy, Zil thì rất là mạnh. Thế là khi mà có Zil thì quả đấy mình đánh hơi liều. Mình định bắt Clissy mà các bạn hai thằng nó chụp đầu vào nhau nên là mình định bổ phát chết đôi. Nhưng không ngờ lại bắt mày luôn. Ủa, thôi chết rồi, quả lão chó óc chó rồi. Anh em có nhìn thấy quả mù mắt không? Anh em nếu mà anh em nào nhìn thấy cái quả đấy thì anh em che ngay lại cái con mắt của mình nhá. À đùa vậy thôi. Cái quả đấy là mình đi hơi bị óc chó. Ôi rồi kìa, thì mình chết hết rồi. Còn mỗi Latalia thôi, chạy về đi bạn ơi. Đấy, chỉ cần một pha combat lỗi thôi là thì mình toang hết. À, Richter đang đẩy đường hay quá nhỉ. Richter đẩy mạnh lên bạn ơi. Nhưng mà team bạn kìa, đẩy hai đường luôn kìa. Ui, một pha chết lỗi của mình, não chó của mình thôi, lại bỏ mạng luôn nhá. Tuổi gì bạn ơi. Kìa, lại mất nốt cái trụ này rơi trên này. À, là thấy ui nó mạnh chưa kìa. Quả đấy phải bỏ nhá. Quả đấy lại thì Hazate mạnh thế chứ đấy. Thằng này nó ulti khó chịu thật đấy. Tầm này thì còn mới Alice thì chạy làm sao được. Chạy làm sao được hả? À, đuổi đến cùng luôn. Đấy thì team bạn thì thực ra là được mỗi cái pha combat vừa lấy thôi, chứ còn không mạnh đâu. Nên là mình vừa ra cái là lấy lại lợi thế ngay cho team được. Đó thì anh em bây giờ lại ăn con rồng này. Sau đó thì tiếp tục là đi farm, đi về. Mình ăn lốt là chỗ quay rừng này xong rồi mình đi về hồi máu nhá. Tầm máu này thì mình không mau ở bạc ngọc hút máu mà, nên là cũng không thể hồi được quá nhiều máu đâu. Đấy, anh em tin tôi combat kìa. Ui kìa, thiếu mình bạn ơi, thiếu mình làm sao mà combat được. Từ từ thôi, từ từ nhá. Từ từ. Đây mình lên lại rồi đấy, anh em chờ tôi một tí, đúng 2 giây thôi là có mạng này. 1 1,5, 2 trừ. Chứ thôi anh em ăn kinh công nhá. Mình dọa thì thôi, nhưng team bạn về hết rồi thì biết làm nào. Chẳng hạn bị băng trụ, tôi băng trụ thì nó lại căng quá. Thôi ăn nhanh hơn kinh công, ăn trộm nào, ăn trộm kinh công nào. Ăn nhanh nào, anh em đâu, dồn sức đi. Joker rồi, ok. Đấy, anh em ăn xong con kinh công này tỷ lệ thắng nó phải 99.99%. Đó. À, mình bóc lốt đằng sau này. Bóc lốt đằng sau này. Zil một phát một bổ lại. À, Zuka chết lộn lại. Anh em thấy không? Khi mà cờ định nắc mà không có chiêu đánh thường rất là vớ vẩn luôn. Thôi. Chắc là trận đấu này win thôi nhỉ. Còn gì nữa đâu? Team bạn còn mỗi cái nịt. Đấy. Thì chắc là trận đấu IG đi nhá. Thì cảm ơn anh em rất là nhiều đã theo dõi video của mình. Nếu anh em thấy hay, hãy like, share, subscribe kênh YouTube của mình nhá. Bye bye anh em. Kìa, thịt lốt thịt. Thôi.